Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 gửi đến các bạn dự án nhận 1.000 token free top trên một cái sàn BTC Exchange.net nha các bạn. Khi tham gia các bạn nhận được 1.000 token free token của sàn nha các bạn, là tương đương khoảng 100 đô. Con này rồi mình hướng dẫn các bạn đăng ký nha các bạn. Thiên Hạnh Nhân Quỳnh, kèo nào cũng chơi đi các bạn, chẳng thà mình chỉ cầm chứ không phải làm nha các bạn. Rồi các bạn vào mail confirm mail nha các bạn, verify đường link các bạn vào mail, các bạn làm nhanh nha các bạn, để mai chiều nó giảm nó tăng ít lại các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình các bạn. Khi nào con này lít sàn hoặc nó cho rút thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn rút nha các bạn. Rồi các bạn lít chờ ba vô gạch nha các bạn. Bạn giảm từ C3 mấy các bạn. Rồi, nó gửi gì cho mình các bạn? BTC Chain Bot hay Felipe. Các bạn giảm từ chính không có, giảm từ C3. Rồi nó có, nó ra một cái đường link màu xanh đấy các bạn. Các bạn bấm vào các bạn. Đường link màu xanh này các bạn. Đang các bạn login vào các bạn. Rồi đầu tiên cái username các bạn ghi cái username mình vô các bạn. Các bạn chờ mình chút nữa các bạn. Rồi các bạn bắt buộc nha các bạn, thì bắt buộc mình che lại nha các bạn. Rồi các bạn login nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn ghi name rồi email rồi các bạn login nha các bạn. Rồi lưu mật khẩu là mình đã nhận được 1.000 token này các bạn gì việc lấy liên ghép chia sẻ trang bè event token phi đủ. Cái này là một ghép, là theo thông tin là một ghép là tới 2.000 token phi các bạn. Con này đây mình được thông tin sơ các bạn, có KYC không biết nữa. Các bạn clip vào ba chỗ cạnh đây. Dự án này mới dự án chưa khởi chạy các bạn. Các bạn nhớ mi refer password. Ví dụ một này thì ơi, kia con này chỉ có nhiêu thôi các bạn. Vậy video kết thúc các bạn. Chưa có KYC nào, KYC mà làm video thông báo các bạn nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.